các bạn quay trở lại với video của mình nhá. Ngày hôm nay thì mình lại đi chạy theo xe độ chở cây, và đằng sau mình đây là một chiếc xe độ cũng đang bốc cây, cũng gần xong rồi và đang chuẩn bị tờ dê về nhá. Và tí nữa là chiếc xe cùng về, rồi anh em mình cùng xem cận cảnh khi chiếc xe đang tới đây nhá. Máy nhỏ nha, máy Ifa nên là đi hơi yếu. Trời thì nó cũng đang đổ mưa rồi. Đường quá lầy luôn rồi các bạn ơi. Đường nó lún quá nên là không thể rơi lại được nữa.
loài chim từ lên rồi nha. Các bạn nhìn ở dưới gầm xe của cầu sau nhá, không thấy cầu luôn nhá. Sẽ đợi tờ nha. Và em mình cũng quay trở lại với chiếc này để xem chiếc này đi lên rồi anh em mình lại xuống phủ chiếc kia lên nha. Đây các bạn ơi, nó quay trở lại với chiếc ghế nhá.
chiếc xe đây là xe 4 máy thôi nha, nên là cũng rất là yếu, với lại con đường nó quá lầy luôn, nên là xe đi là rất là bốc khó nha. Đây mọi người nhìn chiếc đây nhá, đã cũng đã tời lên rồi. Chiếc đây tời lên rồi nha, nhưng mà một bên là bị rớt áo giáp rồi. Nên là quá là trơn luôn. Đường quá sâu rồi nha các bạn. Mình sẽ quay trở lại với chiếc đang tời lên nha. Những chiếc xe nhỏ đây trời quá kinh luôn. Do con đường đây khó nữa nên là những con xe nhỏ đi lại nó cũng rất là vất vả nha. Những chỗ ở đây thì không quay đầu được nhé, toàn là tời để quay đầu thôi, rất là vất vả và khó khăn nhé. Phát sinh rồi. Chúng ta đang bản thể là các dân đảng thì chúng khẩu chẳng đáp ứng được thảo rồi.
chỉ tới không thôi nha, không cài số rồi nha. Do máy yếu quá nên là không cài số rồi. Hai chiếc xe tới lên rồi nhá. Đó, đây là cận cảnh của hai chiếc xe tới lên rồi. Video của mình cũng kết thúc ở đây nhá. Và mọi người xem video mình hay thì cho mình xin được like và đăng ký kênh để ủng hộ nhá.